Mình Sứ Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay lại với quay lại mấy cái cây kỳ duyên mà mình tạo dáng cho nó là các bạn. Thì hôm nay là nó đang phát triển tốt, nó đã ra bông ra hoa rồi, cành chính đó. Rất đẹp các bạn ạ. Đó mình tạo dáng cho nó, mấy cái cây này nè. Thì hôm nay mình quay lên chia sẻ và cũng khoe các bạn nhé. Hôm nay mình thấy nó đẹp quá, mình làm clip quay lên chia sẻ cùng các bạn. Đây là cái cây mà quái thú rồi các bạn. Thì cây này cây ánh dương. Hôm nay bắt đầu là nó đang phát triển mạnh rồi nè. Nhìn đẹp lắm các bạn ạ, nhìn đi như là cái con quái thú. Đó, đằng sau nó có ba cái chân. Đằng trước là nó có cái sừng gì nó xuống rồi nó chịu thành hai cái chân rồi các bạn. Đó, cây này cây ánh dương hình quái thú. Cây này là mình tách chung với lại cây này nè các bạn. Đó, cái này cũng là quái thú nè. Đó, một cây của nó mình tách ra. Cái này mình ghép cái bo sứ cánh kép này. Này nó vừa vừa rồi nó bị bò chí với nhện đỏ tấn công ấy, nó rụng. Đó cái con này là nó chung với lại cái con này nè. Là hai con là đi một cặp á, mình tách nó ra đó. Còn đây là các bạn thấy cái cây này có cái dáng nó lên đẹp không? Này nó phát triển cũng lớn rồi các bạn ạ, chắc là chuẩn bị là thay chậu rồi. Cho nó mua cái chậu này nhỏ quá. Đây. Bạn thấy nó lớn không? Sứ kỳ duyên. Còn cây này rất là đẹp các bạn. Mình thấy nó y như cái con sâu con gì ấy. Càng nó chừng đẹp luôn. Còn cây này là dáng đổ nè các bạn. Mầm nó cũng có nụ hết rồi nè. Trên này là vừa rồi á, lá bao nhiêu rồi nó bị rụng hết. Nó chỉ còn mấy cái bông thôi là mình chữa được rồi, xong rồi là còn mấy cái bông rồi nó bắt đầu nó phát triển thôi. Đó, cây này là dáng đổ. Mấy cây này là nay nó có bông đẹp quá, mình quay lên mình chia sẻ lại các bạn cùng xem nữa, cho xem cho vui. Còn cái này là các bạn là cái rễ mình cũng tách ra nè các bạn. Đó, xong rồi hai cái nhánh này là mình uốn ngược nó lên. Thì mình ghép vừa rồi mình có ghép mấy bo nhưng mà cái này nó bị rụng hết bo, không phải bị rụng nữa tại vô tình mình đụng vô cái nó rụng rồi các bạn. Còn thôi kệ, mình không ghép, nó để vậy luôn. Còn cái này cũng dính, mấy cái bo ghép này cũng dính hết rồi nè. Vậy là mình ghép 4 bo mà mình đụng vô nó bị rụng hết 1 bo. Còn này là chuẩn bị ra bông nè các bạn. Đó, cái này là một cái rễ của cái cũng mình cũng tách ra. Này nó phát triển rồi. Mình thấy có cây này nó cũng là một cái dáng dáng bay nè các bạn, là thấy không? Kỳ duyên. Mình thấy là kỳ duyên nó trồng nó phát triển mạnh lắm các bạn ạ. À.
mà bông nó ra liên tục và nó ra quanh, nó thấy là nó cứ hết cái đợt bông này là bắt đầu nó lại làm nụ khác là nó ra tiếp đó các bạn. Đó thì thỉnh thoảng là mình cũng truy cập lại, mình quay lại mấy cái cây mà mình tạo dáng cho nó cho các bạn cùng xem nhé, chia sẻ cùng các bạn. Đó, các bạn thấy là mấy cái cây này nó phát triển vậy là có ok không các bạn? Thì mình thấy cũng nó lên phát triển tốt quá. Nay nó ra bông rồi, củ nó cũng lớn quá rồi. Chắc cái bữa đó là mình cũng chuẩn bị là mình thay chậu cho nó, là các bạn thấy củ chật chậu rồi. Quay lại cho đây chia sẻ cùng các bạn xem nhé. Rồi thôi, bây giờ mình cũng xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký và like và chia sẻ nha các bạn. Rồi mình chúc các bạn thật là vui vẻ. Rồi mình xin chào.